Chào mừng các bạn đến với bản tin bóng đá trưa ngày hôm nay, 23 tháng 6. Quý vị và các bạn thân mến, trong bản tin này thì mời các bạn đến với một số nội dung chính sau đây. Indonesia lo lắng về cuộc gặp gỡ Đoàn Văn Hậu và huấn luyện viên Kim Seok-sik. Trọng tài bị câu lạc bộ Công an Hà Nội đâm đơn kiện nhận án phạt nặng từ VFF. Báo Indonesia nói Việt Nam tàn nhẫn khi thắng Brunei 15-0. Và thông tin cuối cùng mời các bạn đến với nội dung: không phải Tuấn Hải, Hà Nội ký hợp đồng với một cầu thủ khác. Mời các bạn cùng đón nghe. Báo Indonesia ý kiến Việt Nam tàn nhẫn khi thắng Brunei 15-0. Các bạn thân mến, như các bạn đã biết, ngày hôm qua, thầy trò ông Trần Minh Chiến đã có trận thắng đậm trước U16 Brunei với tỷ số 15-0, và qua đó thì chúng ta cũng chiếm ngôi đầu bảng B sau lượt đầu tiên. Bởi là ở màn đọ sức sau đó giữa Campuchia đánh bại Myanmar chỉ với tỷ số là 2-1. Nhiều tờ báo ở Indonesia đã nêu bật trận giao quân của U16 Việt Nam tại giải Đông Nam Á. Trong đó thì tờ Bola đưa ra dòng tiêu đề cảm thán: tàn nhẫn, hai cú hat-trick Việt Nam đánh bại Brunei 15-0 ở giải U16 Đông Nam Á. Việt Nam không cho thấy sự thương tiếc nào với Brunei. Đội tuyển có biệt danh những chiến binh sao vàng đã hủy diệt đối thủ ở trận giao quân với tỷ số 15-0. Trong đó thì có hai cầu thủ ghi hat-trick là Việt Long và Thanh Bình. Dù vậy, đây chưa phải là thất bại nặng nhất của Brunei trong lịch sử các kỳ tham dự U16 Đông Nam Á. Còn nhớ, năm 2013, đội bóng này từng để thua U16 Úc 19-0. Brunei cũng chưa bao giờ vượt qua vòng bảng từ trước cho đến nay, trang báo của Indonesia cho biết. Trong khi đó thì về phía Việt Nam, ông Trần Minh Chiến phân trần: đây là tỷ số mà ban huấn luyện mong muốn. Dù sao cũng phải nói rằng Brunei là quá yếu so với Việt Nam. Toàn đội đã tôn trọng và không coi thường đối thủ. Tôi hài lòng về cách chơi, về thái độ thi đấu của các học trò. Indonesia lo ngại cuộc gặp gỡ Đoàn Văn Hậu và huấn luyện viên Kim Seok-sik. Gã đồ tể từng triệt hạ Evan Dimas tại SEA Games không được thi đấu tại vòng loại cuối World Cup 2022. Đó là tiêu đề một bài báo được viết trên trang Bola Sport của Indonesia vào hồi tháng 8 năm 2021. Tờ báo này đã tỏ ra rất hả hê khi biết là Văn Hậu dính chấn thương không thể góp mặt cùng đội tuyển Việt Nam ở vòng loại cuối World Cup 2022. Thật đáng tiếc là có lẽ không cầu thủ được tờ Bola Sport khai thác nhiều như Đoàn Văn Hậu trong những năm trở lại đây. Tờ báo của Indonesia đã theo sát nhất cử nhất động của Văn Hậu. Thời đó thì họ cũng cập nhật liên tục tình hình chấn thương của hậu vệ bên phía tuyển Việt Nam. Văn Hậu được gọi lên đội tuyển Việt Nam từ đầu tháng 8 để tham gia tập huấn. Tuy nhiên, anh ta liên tục phải gặp bác sĩ riêng. Theo tìm hiểu, Văn Hậu mất ít nhất một tháng nữa mới bình phục chấn thương. Đây thực sự là tin xấu với Việt Nam. Đó là chia sẻ của trang Bola Sport. Mới đây thì hồi tháng 2 năm 2024, trước khi Indonesia có hai trận đấu ở vòng loại thứ hai World Cup 2026 khu vực châu Á, thì tờ Bola Sport cũng lại tỏ ra lo lắng, cho biết Văn Hậu có thể là mối đe dọa nguy hiểm cho Indonesia tại vòng loại World Cup. Vậy thì tại sao truyền thông ở Indonesia lại tỏ ra vừa e ngại và vừa căm ghét Văn Hậu? Có lẽ mọi chuyện bắt đầu từ trận chung kết SEA Games 30 năm 2019. Khi đó thì tất cả còn nhớ là Văn Hậu va chạm đã khiến ngôi sao sáng nhất của họ là Evan Dimas phải rời sân. Và bản thân anh cũng lầm một cú đúp giúp cho U22 Việt Nam thắng Indonesia 3-0. Và sau này thì cũng vì chấn thương đó, Evan Dimas đã không thể trở lại đỉnh cao. Trong các trận đấu sau này với bóng đá Indonesia, Văn Hậu vì thường chơi xông xáo, quyết liệt nên hay có mặt ở các điểm nóng, va chạm với đối thủ lại càng khiến cho Indonesia thêm nóng mắt. Bản thân anh cũng luôn chơi tốt mỗi khi thi đấu với Indonesia và khóa chết bên cánh đối diện, khóa chặt phía cánh của Indonesia. Bởi vậy mà nhiều năm qua thì từ người hâm mộ, truyền thông đều tỏ ra cay cú với Văn Hậu. Với chiều cao 1m86, có tốc độ tốt, kỹ thuật tốt cùng khả năng đi bóng tốt, cũng như dứt điểm và tạt cánh ổn, dày dặn kinh nghiệm và đặc biệt là tinh thần chiến đấu cao, Văn Hậu luôn là sự lựa chọn số 1 của huấn luyện viên Park Seo cho cánh trái của đội tuyển U22, U23 và đội tuyển quốc gia. Từ vòng chung kết U23 châu Á năm 2018, AFF Cup 2018 đến SEA Games 2019, Văn Hậu đã liên tục tỏa sáng và góp công giúp cho thầy trò huấn luyện viên Park Seo có rất nhiều danh hiệu đi vào lịch sử.
Tuy nhiên thì tháng 9 năm 2019, Văn Hậu được cho mượn đến câu lạc bộ Hà Lan SC Heerenveen và mọi thứ bắt đầu tệ đi. Tại câu lạc bộ Hà Lan, Văn Hậu ít được thi đấu, khiến phong độ của anh giảm sút. Bên cạnh đó thì ở Hà Lan, Văn Hậu được chú trọng tăng cường cơ bắp ở thân trên, tăng trọng lượng cơ thể. Có thể chính vì vậy mà đã khiến cho đôi chân của anh sau này dính nhiều chấn thương vì đã quá tải. Hiện thì Văn Hậu đang trong quá trình hồi phục sau khi phẫu thuật chấn thương viêm điểm bám gót chân phải. Việc huấn luyện viên Kim Sang-sik gặp mặt Văn Hậu cho thấy rõ ông thầy mới của tuyển Việt Nam cũng rất kỳ vọng vào cầu thủ này. Với đẳng cấp của mình thì việc tìm được phong độ đỉnh cao, Văn Hậu có thể sẽ là sự bổ sung cực kỳ quan trọng cho đội tuyển quốc gia. Vấn đề là từ nay cho đến AFF Cup 2024 thì liệu Văn Hậu có kịp trở lại hay không? Và đương nhiên rồi, với sự trở lại của Văn Hậu thì chắc chắn là phía Indonesia sẽ còn phải e ngại nữa trong thời gian tới. Trọng tài bị câu lạc bộ Công an Hà Nội đâm đơn kiện nhận án phạt nặng từ VFF. Tại vòng 24 V-League vừa qua, Công an Hà Nội dù là thắng tưng bừng trước Hải Phòng nhưng vẫn cảm thấy rất bức xúc về công tác trọng tài. Ngay lập tức, phía đội bóng ngành công an đã gửi đơn lên VFF, VPF để yêu cầu có sự xem xét với trọng tài Trần Ngọc Nhớ và trọng tài VAR Nguyễn Đình Thái. Cụ thể thì trong công văn của câu lạc bộ này cho biết, với rất nhiều quyết định sai hoặc là có ý đồ cùng các sai lầm nghiêm trọng về luật của trọng tài Trần Ngọc Nhớ và trọng tài VAR Nguyễn Đình Thái tại trận đấu này, Công an Hà Nội hoàn toàn có quyền đặt câu hỏi nghi vấn về tư tưởng, về động cơ của các trọng tài. Chúng tôi và người hâm mộ cũng đặt dấu hỏi về vai trò cũng như trách nhiệm của ban trọng tài, những người làm công tác tổ chức, quản lý giải đấu với các quyết định sai trái ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả của nhiều trận đấu, thậm chí là kết quả của cả giải đấu mà báo chí cũng như dư luận thường xuyên đưa tin thời gian qua. Và sau khi xem xét những băng hình trong trận đấu thì ban trọng tài VFF đã thừa nhận những sai lầm mà trọng tài Trần Ngọc Nhớ đã mắc và quyết định phạt ông Nhớ không cầm còi bất kỳ trận nào cho đến hết mùa giải năm nay. Đây thực tế cũng không phải lần đầu tiên mà trọng tài này nhận án phạt kiểu như vậy. Còn nhớ là ở mùa giải năm 2022, ông cũng bị treo còi đến hết mùa giải vì đã cho Hoàng Anh Gia Lai được hưởng quả penalty không chính xác ở trận gặp Bình Định thuộc giai đoạn cuối của mùa giải. Trở lại với trận đấu giữa Công an Hà Nội và Hải Phòng, trọng tài Trần Ngọc Nhớ đã có hai lần quyết định là không đúng. Đầu tiên là trường hợp ghi bàn hợp lệ của tiền đạo Giovane Magno, nhưng trọng tài không công nhận bàn thắng do nhận thấy bóng đã chạm tay tiền đạo này. Tình huống thứ hai là cầu thủ Hải Phòng để bóng chạm tay trong vòng cấm, nhưng Công an Hà Nội lại không được hưởng phạt đền. Không phải Tuấn Hải, Hà Nội FC ký hợp đồng với một cầu thủ khác. Các bạn thân mến, câu lạc bộ bóng đá Hà Nội và tiền vệ Lê Xuân Tú đã thống nhất gia hạn hợp đồng đến hết mùa giải 2027. Tiền đạo Lê Xuân Tú đã chuyển đến thi đấu cho câu lạc bộ Quảng Nam dưới dạng cho mượn với thời hạn hết mùa giải 2023-2024. Cầu thủ 25 tuổi đảm nhận vai trò dẫn dắt lối chơi, kết nối khu trung tuyến. Cho đến thời điểm này, Xuân Tú đóng góp 3 bàn thắng cùng nhiều đường kiến tạo để giúp cho đội bóng xứ Quảng hoàn thành sớm mục tiêu trụ hạng trước hai vòng đấu. Trước đó, khi còn là cầu thủ trẻ và thường xuyên được gọi lên đội tuyển U23, Xuân Tú chơi ở vị trí tiền đạo. Chứng kiến màn trình diễn ấn tượng của Lê Xuân Tú, Hà Nội FC quyết định tiếp tục gia hạn hợp đồng thêm 3 mùa giải nữa với cầu thủ này. Bản thân Xuân Tú cũng mong muốn là luôn ưu tiên được tỏa sáng trong màu áo Hà Nội FC. Tôi và ban lãnh đạo đã tiến hành trao đổi từ trước đây khoảng 6 tháng. Có nhiều đội bóng mong muốn ký hợp đồng với tôi, nhưng tôi luôn dành sự ưu tiên cho Hà Nội FC. Đây là nơi tôi được đào tạo và phát triển sự nghiệp. Tôi hy vọng lần trở về tới đây, tôi sẽ ghi thật nhiều bàn thắng. Mặc dù vậy, tôi vẫn còn hợp đồng với Quảng Nam và tôi tôn trọng điều đó, sẽ luôn thi đấu hết mình khi được trao cơ hội. Tôi cảm ơn mảnh đất xứ Quảng này, đội đã hỗ trợ tôi và tạo điều kiện tốt cho tôi trong hơn một năm qua. Như vậy là Xuân Tú sẽ trở lại để giúp đội bóng thủ đô có thêm nhân sự ở hàng tiền vệ khi mà Hùng Dũng bắt đầu luống tuổi. Trước đó thì họ cũng đã gia hạn hợp đồng thành công với hậu vệ Đậu Văn Toàn và đang nỗ lực đàm phán với Phạm Tuấn Hải, người sẽ hết hợp đồng vào cuối mùa giải năm nay. Tiền đạo của tuyển Việt Nam đóng vai trò rất quan trọng trong lối chơi của Hà Nội FC dưới thời huấn luyện viên Daiki Iwamasa. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị và các bạn cũng có thể để lại những bình luận của mình ở trong phần bình luận của video. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những bản tin tiếp theo.